Buổi tối tuyệt đối cấm ăn 5 loại thịt này, kẻo nuôi sống ung thư, phá nát gan thận, chết đột tử. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa cô bác, thịt là thức ăn giàu dinh dưỡng và rất dễ chế biến, có thể được làm rất nhiều món ăn ngon nên gần như luôn có trong bữa cơm hàng ngày của cô bác mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thịt đều có thể ăn một cách tùy tiện. Một khi cô bác chúng ta ăn thịt có hàm lượng độc tố tương đối cao thì nó sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch và hệ tiêu hóa của cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của tế bào. Nhiều trường hợp ăn thịt không đúng thời điểm còn khiến bản thân thăng thiên, bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối lại một lời nào nữa. Và mới đây, bác sĩ đã tiết lộ và cho biết buổi tối thì cô bác tuyệt đối cần cấm ăn 5 loại thịt này, kẻo sống ung thư, phá nát gan thận khiến cô bác có thể chết đột tử. Vậy thì 5 loại thịt này là gì? Tại sao ăn chúng lại nguy hiểm tới tính mạng của cô bác đến vậy? Xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung ngày hôm nay để có câu trả lời nhé. Thứ nhất đó chính là thịt dê. Thịt dê không hẳn là loại thịt phổ biến nhưng cô bác cũng không quá xa lạ gì đối với loại thịt này. Theo nghiên cứu thì thịt dê rất giàu dinh dưỡng nên nó rất tốt trong việc tăng cường sinh lực cho cô bác. Trong đông y, thịt dê được sử dụng để chế biến thành các bài thuốc bồi bổ cơ thể hoặc để chữa bệnh liên quan đến vấn đề sinh lý. Tuy nhiên, không phải cô bác nào cũng có thể ăn được loại thịt này. Chẳng hạn như với cô bác đang bị sốt, nhiễm trùng hay viêm gan thì nên tránh xa thịt dê nếu như không muốn tình trạng bệnh của mình trở nên nặng hơn. Ngoài ra, những cô bác bị loét lưỡi, lở mồm, đau mắt đỏ, đau bụng thì cũng không nên ăn vì thịt dê có tính nóng, bổ dương mạnh, nó sẽ khiến vết loét thêm rộng ra. Bên cạnh đó thì những cô bác nào bị rối loạn lipid, cao huyết áp cũng không nên ăn quá nhiều trong một bữa ăn hoặc ăn nhiều trong một tháng cô bác nhé. Cùng với đó thì các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý cô bác là khi chúng ta ăn thịt dê không nên ăn cùng với giấm hay là dưa hấu. Thành phần trong giấm hay dưa hấu sẽ khiến cho thịt dê bị khó tiêu hóa, dẫn tới đầy bụng. Hoặc việc uống trà sau khi ăn thịt dê cũng sẽ khiến cho cô bác rất dễ bị táo bón. Không những vậy, bác sĩ còn khuyên cô bác không nên ăn cùng thịt dê với bí đỏ do hai loại này đều có tính nóng. Ăn vào sẽ khiến cho cơ thể bị bứt rứt, ngủ không yên giấc. Thứ hai đó là thịt cổ lợn. Như cô bác đã biết, các sản phẩm từ thịt lợn thường được nhiều người ưa chuộng hơn vì hàm lượng đạm tương đối cao mà giá thành lại rẻ. Vậy nhưng nó cũng là loại thịt dễ nhiễm vi khuẩn, giun sán và ngấm chất hóa học trong quá trình chăn nuôi, nên cô bác phải thật sự chú ý khi mua thịt về và chế biến. Đặc biệt là ở phần thịt cổ thì cô bác tuyệt đối không nên mua về. Theo nghiên cứu thì hạch bạch huyết là cơ quan miễn dịch của động vật và nằm rải rác ở nhiều nơi trên cơ thể. Tuy nhiên thì hạch bạch huyết tập trung phổ biến nhất là ở vùng cổ, đặc biệt là sau khi bị tổn thương, hạch sẽ được hình thành của bác nhé. Hạch bạch huyết chứa một số lượng lớn các tế bào thực bào là những tế bào bảo vệ cơ thể bằng cách ăn các hạt có hại, vi khuẩn, tế bào chết của bác ạ. Vì vậy, hạch lớn chứa rất nhiều vi khuẩn, virus, mầm bệnh có thể truyền trực tiếp bệnh vào người, vào cơ thể của cô bác một số lượng lớn tuyến giáp, nơi tiết ra hormone thyroxine và các virus vi khuẩn gây bệnh. Khi hấp thụ quá nhiều hormone thyroxine sẽ gây ảnh hưởng đến nội tiết của con người và việc chuyển hóa trong cơ thể cô bác, gây nên các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa. Ngoài ra, thyroxine rất ổn định và rất khó phá hủy ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Thịt cổ lợn thường có giá thành khá rẻ, thường được trộn chung với các loại thịt khác để xay nhuyễn và làm các món như bánh bao, nem và thịt nhồi. Vì thế, để an toàn cho sức khỏe, cô bác nên hạn chế ăn các món từ thịt xay. Ngoài ra, khi lựa chọn thịt, cần xem kỹ phần thịt dưới da xem có những hạt sần sùi hay không cô bác nhé. Thứ ba đó chính là thịt gác bếp. Cô bác chúng ta cũng không còn xa lạ gì với thịt trâu, thịt bò, thịt lợn gác bếp. Thực chất được chế biến theo cách hun khói phải không ạ? Vì tính chất loại thịt này nên chúng khá phù hợp cho những bữa tiệc đầu năm của gia đình mình. Nó có thể dùng để nhắm với rượu bia
nên được rất nhiều cô bác ưa dùng. Nhưng loại thịt này thường được ướp khá nhiều muối để bảo quản lâu nên có vị mặn. Cô bác thường ăn loại thịt này với nhiều món mặn khác thì sẽ dẫn đến thừa muối trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo mỗi người trưởng thành như cô bác thì nên ăn tối đa 5 gram muối một ngày. Lượng muối này đã tính cả trong thực phẩm và gia vị nêm nếm. Tuy nhiên, với các món hun khói như trâu, bò gác bếp đã có đủ lượng muối cho cơ thể trong cả một ngày, nên nếu cô bác ăn quá nhiều hoặc thêm nhiều món mặn khác sẽ làm tăng hàm lượng nitrit trong cơ thể. Chất này sẽ chuyển hóa thành ammoni nitrat và có thể gây ung thư tế bào gan. Hơn nữa thì những món thịt này có hàm lượng đạm khá cao vì các vitamin, mỡ đã bị giải phóng hết trong quá trình chế biến. Nguy hiểm hơn, trong quá trình ướp muối và làm khô thịt tươi bằng cách hun khói có thể sinh ra nhiều vi khuẩn và các chất gây ung thư cho cô bác của chúng ta. Ngoài ra, trong quá trình xử lý và làm khô thịt sông khói, nếu như xử lý không đúng sẽ sản sinh ra một số nấm mốc. Nấm mốc này có chứa aglatoxin. Đây là một chất cực kỳ dễ gây ung thư của bác nhé. Thứ tư, đó là thịt chó. Chó là một con vật gần gũi và vô cùng trung thành với gia đình cô bác chúng ta. Loại thịt của con vật này cũng được nhiều người xem là món khoái khẩu. Theo nghiên cứu, thì thịt chó có chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng cơ bản như protein, lipid, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, canxi và sắt. Theo quan niệm của Đông y, thịt chó có vị mặn, tính ấm, xương chó có vị ngọt, tính ấm, làm mạnh gân cốt, sinh cơ chống rét và hoạt huyết. Từ xưa thì thịt chó đã được nhiều cô bác sử dụng như một phương thuốc điều trị các bệnh đau xương, mỏi gối, đau nhức cơ thể do lạnh. Tuy nhiên, việc ăn thịt chó tiềm ẩn nhiều tác hại mà cô bác chúng ta khó có thể lường trước được. Theo các bác sĩ thì trong thịt chó chứa nhiều loại gián, giun, ấu trùng có thể nhiễm bệnh cho cô bác. Lây nhiễm gián dãi chó và ấu trùng gián dãi chó có thể gây mù mắt, chứng điên loạn hoặc suy yếu các bộ phận nơi gián trú ngụ khác như gan, lách, phổi. Người bệnh có thể tử vong do nhiễm trùng. Đặc biệt, nhiễm virus dại từ chó rất nguy hiểm cho tính mạng của cô bác mình. Về nguyên tắc thì virus dại sẽ chết nếu được nấu chín hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình mang chó về, người ta không phân biệt được con chó nào bị dại hay con nào không. Nước dãi của chó có chứa các loại virus dại dễ rơi rớt sang các chỗ khác như quần áo của người giết thịt chó, rơi vào dao thớt, qua ruồi rơi vãi, vào thức ăn, gây nên hiện tượng nhiễm chéo. Một nguy cơ khác rất dễ xảy ra đối với những tín đồ của món thịt chó là bị ngộ độc do ăn phải thịt chó bị đánh bà bắt trộm. Nếu chó bị độc chết thì dư lượng chất độc còn trong máu, thịt của con chó này sẽ ảnh hưởng và khiến cô bác rất dễ bị ngộ độc. Ngoài ra, có một số đối tượng không nên ăn thịt chó cô bác nhé. Thịt chó giàu chất đạm nhưng lại có tính nhiệt. Vì vậy, khi ăn quá nhiều thịt chó, dễ gây nóng, khó tiêu và chướng bụng. Cô bác mà ăn thường xuyên thịt chó trong một thời gian dài thì cơ thể sẽ khó tiêu hóa. Thận, gan làm việc không đáp ứng được nên dễ bị mắc các bệnh về gan như xơ gan hay suy thận và gút. Đối với phụ nữ mang thai, ăn thịt chó không chỉ gây khó tiêu đầy bụng mà còn ảnh hưởng đến việc ăn uống các loại thức ăn khác. Bên cạnh đó, còn làm tăng axit uric trong máu, khiến thai phụ đối mặt với nguy cơ tiền sản giật hoặc sản giật cao. Đối với cô bác mà bị bệnh gút, cao huyết áp, người bị bệnh đái tháo đường, tim mạch thì cũng tuyệt đối không nên ăn thịt chó. Vì thịt chó có chứa lượng đạm cao khiến bệnh nặng hơn bởi hàm lượng axit uric của bác nhau. Thứ năm đó chính là cổ vịt. Cổ gà, cổ vịt được nhiều cô bác mình thích ăn, đặc biệt là những người thích lai da nhậu nhẹt. Tuy nhiên, cũng giống như phao câu, phần dưới da của cổ gà, cổ vịt có chứa các tuyến dịch bạch huyết. Khi ăn cổ gà, các tuyến đó sẽ đi vào đường tiêu hóa và gây nên nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn phần cổ của gà, vịt và nên bóc bỏ ra trước khi ăn. Bên cạnh đó, thì phần cổ da cũng là một trong 4 bộ phận được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cô bác mình không nên ăn. Bởi vì da gà hay vịt mặc dù rất ngon nhưng lại không hề tốt cho cơ thể của cô bác. Phần da của các loại da cầm chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cao. Ngoài ra, nó cũng chứa nhiều chất ô nhiễm, vi khuẩn
và mầm bệnh từ môi trường ở bên ngoài, đặc biệt là thịt vịt nướng, gà nướng. Trải qua quá trình tẩm ướp và chế biến ở nhiệt độ cao, lượng cholesterol trong phần da bị oxy hóa, hình thành các chất gốc cholesterol oxy hóa. Các chất này có thể gây ra những tổn hại lớn cho sức khỏe của cô bác chúng ta. Và vừa rồi đó là 5 loại thịt mà khoa học đã chứng minh trong nó có chứa nhiều độc chất rất có hại cho sức khỏe của cô bác. Thế nên khi đi chợ, dù người ta có bán đại hạ giá tới mức nào thì cô bác cũng phải tránh xa, không nên mua, kẻo ăn bệnh vào người cô bác nhé. Và mới đây thì một nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra bảng xếp hạng 5 loại thịt cực kỳ tốt cho sức khỏe mà ngay cả người trung niên, người cao tuổi và trẻ nhỏ cũng được khuyên dùng. Điều này sẽ giúp cô bác trả lời được câu hỏi, vậy ăn thịt gì tốt cho sức khỏe? 5 loại thịt vừa rồi rất độc hại, thì còn những loại thịt nào có thể ăn nữa? À vâng, xin mời cô bác tiếp tục theo dõi nội dung sau đây của Sống Khỏe Mỗi Ngày để tìm hiểu về 5 loại thịt này nhé. Thứ nhất đó chính là thịt chim bồ câu. Chắc hẳn giống cô bác đã từng nghe nói một con chim bồ câu bằng 9 con gà đúng không ạ? Điều này phần nào cho thấy thịt chim bồ câu rất bổ và tốt cho sức khỏe. Và quả thực thì thịt chim bồ câu không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng cho cô bác. So với thịt lợn thì giá trị dinh dưỡng của nó không hề thua kém, mà xét ở góc độ thành phần thì thịt chim bồ câu ít mỡ và lành hơn rất nhiều. Thịt chim bồ câu chứa nhiều chất dinh dưỡng thích hợp cho người trung niên, người cao tuổi, đặc biệt là những cô bác có thể lực kém. Thường xuyên ăn thịt chim bồ câu có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ và khả năng miễn dịch của cô bác. Thứ hai đó chính là thịt bò. Thịt bò là thịt gia súc được phân loại là thịt đỏ. Món ăn này có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá. Hàm lượng protein trong thịt bò lên tới 20%, là loại thực phẩm giàu chất đạm, điển hình của bác nhé. Theo nghiên cứu gần đây, thì thành phần axit amin của protein trong thịt bò về cơ bản giống với thành phần cơ thể của bác mình. Do vậy, dinh dưỡng trong thịt bò được cơ thể hấp thụ sẽ cao hơn so với các loại thịt khác. Chứa hàm lượng lớn protein nên thịt bò cũng là loại thực phẩm được phần lớn những người luyện tập tin tưởng vì nó có vai trò quan trọng trong việc tăng cơ và duy trì cơ bắp. Ngoài ra, thịt bò chứa nhiều sắt và các loại vitamin, khoáng chất khác nên nó cũng hỗ trợ tốt cô bác bị thiếu máu và suy nhược cơ thể, hệ miễn dịch yếu. Tiếp theo đó là thịt cừu. Thịt cừu mềm, hàm lượng mỡ thấp hơn thịt lợn, lại có giá trị dinh dưỡng phong phú nên thường xuyên ăn thịt cừu sẽ giúp cô bác tăng cường thể lực. So với thịt bò, thịt cừu mềm và dễ tiêu hóa hơn, và quan trọng là khi sử dụng thịt cừu, cô bác chúng ta không dễ bị tăng cân. Chất béo không bão hòa có trong thịt cừu được cho là có tác dụng hữu ích đối với sức khỏe của cô bác. Ngoài ra, thịt cừu giúp cô bác bổ sung nhiều dưỡng chất và bổ máu. Đặc biệt loại thịt này còn có lợi cho phổi, gan, giảm tình trạng hen suyễn, viêm phế quản, bệnh phổi hay nhiều chứng bệnh về hô hấp khác. Bên cạnh đó thì thịt cừu còn giúp tráng xương, mạnh gân cốt của bác nhé. Thứ tư đó là thịt tôm. Tôm rất giàu chất dinh dưỡng, thịt thơm ngon, giàu đạm, thậm chí cao hơn một số loại cá, trứng và sữa. Và tất cả được cơ thể của chúng ta hấp thụ một cách dễ dàng. Tôm chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp cô bác tăng cường sức khỏe như axit béo omega 3 và chất chống oxy hóa astaxanthin có lợi cho tim mạch, ngừa ung thư. Ngoài ra, thịt tôm không có mùi tanh cũng như không gây nguy cơ hóc xương như cá nên rất tiện cho cô bác khi ăn. Thứ năm đó là thịt cá. Cá nằm trong danh sách 5 loại thịt tốt cho sức khỏe cũng là điều không cần bàn cãi đúng không cô bác? Cá rất giàu dinh dưỡng, cô bác mình ăn cá 3 lần một tuần có lợi cho não và mắt. Cá được xem là một loại thực phẩm cung cấp nguồn omega 3 dồi dào, một loại axit béo có lợi cho cơ thể. Cá cũng là một loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người trung niên và cao tuổi vì nó giúp giảm hàm lượng cholesterol có trong máu nhé cô bác. Buổi tối tuyệt đối cấm ăn 5 loại thịt này kẻo nuôi sống ung thư, phá nát gan thận, khiến cô bác cũng chết đột tử. Thứ nhất đó là thịt dê, thứ hai là thịt cổ lợn, thứ ba là thịt gác bếp, thứ tư là thịt chó và thứ năm là thịt cổ Việt. Và đến đây thì nội dung chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Nếu quý cô bác thấy video của chúng tôi hữu ích, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý, an tâm, vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.